chào cô và các em đang đến với trang http://2.1.com. Đây là bài hướng dẫn học sinh lớp 1 thi viên giải toán trên mạng lớp 1 vòng 14 năm học 2015-2016 đang diễn ra toàn quốc. Chúng ta cũng có 3 bài làm nhỏ trong vòng thi này. Chúng ta bắt đầu làm bài 1. Bài 1 có tên Đỉnh núi trí tuệ. Chúng ta nhấn bắt đầu. Câu hỏi đầu tiên, hình vẽ trên đây có bao nhiêu đoạn thẳng? Vậy ở đây có mấy đoạn thẳng nhỉ? 3. Có mấy đoạn thẳng? Từ đến đây là một đầu điểm. Đây một đầu điểm là 2. 2 điểm, mỗi đoạn thẳng là phải có 2 điểm. Vậy có mấy đoạn thẳng đây? 2. Có 2. Có tiếp đúng cái đoạn kia sao? Đâu đoạn nào con? Cái đoạn từ đây nối liền nào? Sao có đoạn nối liền? Cái đoạn ghép này. Đoạn mẹ nó có sao tạo thành đoạn thẳng không? Đoạn đường gấp khúc chứ. Ừ. Ở đây có bao nhiêu đoạn thẳng? 1, 2, 3, 4 và gì nữa? 5. Đây có 5, chúng ta nhận ra sao để từ đây là một đoạn thẳng. Đây là 2, đây là 3, 4, 5. Đây có 5 đoạn thẳng. Ở đây có bao nhiêu hình vẽ, có bao nhiêu đoạn thẳng? 3. Có 3 đoạn thẳng, đúng rồi. Ở hình vẽ đây có bao nhiêu đoạn thẳng? 1, 2, 3, 4, 5. Ta thấy đây là một đoạn, đây là có 3 này, đúng không? 4, 5, 6, 3 này là 4 là 8, đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 đoạn thẳng. Điền dấu lớn nhỏ bằng thích hợp chữ chấm. 10 trừ 4 cộng 1 cộng 3 như thế nào với 3 cộng 0 cộng 3 cộng 3? 3 cộng 3 cộng 3 cộng 3, cái này bằng mấy nhỉ? Bằng mấy? 9. 10 trừ 4 bằng 6, 6 cộng 1 bằng 7. 7 cộng với 3 bằng mấy? 10. Vậy thì điền dấu lớn. Số 11 được viết thế nào ạ? Số 11 được viết bằng hai con chữ số. Được một đơn vị. Được viết số 12 con chữ 1, số 1 đứng trước là hàng chục, số 1 đứng sau là hàng đơn vị. Điền dấu 4 cộng 3 bằng 7, 7 1 bằng 8, 8 chia 2 bằng 6. 10 chia 5 bằng 5, 5 bằng 8. 8 chia 3 bằng 5, 5. Phải dấu bé. Điền dấu 9 chia 5 bằng 4, 4 cộng 1 bằng 5, 5 bằng 2 bằng 7, bên này viết bằng 7. 9 trừ 5 bằng 4, 4 trừ 1 bằng 3, 3 cộng 2 bằng 5, 5 cộng 3 bằng 8. Vậy 7 như thế nào với 8? 7 vẽ bằng 8. Từ 6 đến 14 có tất cả bao nhiêu chữ số? Số. Từ 6 đến 14 có bao nhiêu chữ số? Số cuối là 14. 14 chữ đầu là 6. Ta lấy 14 trừ 6 bằng 4 cộng 2 bằng 8. 8 chia cho 1 8 cộng 1 bằng 8 cộng 8 cộng 1 bằng 9. Có 9 số. Sai rồi. Đúng rồi. Có bao nhiêu người hỏi bao nhiêu chữ số mà. Người hỏi chữ số mà, người ta có hỏi là số đâu. Có bao nhiêu số đâu? Chữ số. Có bao nhiêu số tự nhiên bé là 16? Có bao nhiêu số tự nhiên? Số tự nhiên còn bên bên ở lớp 1 chúng ta có chưa khái niệm về số tự nhiên. Bé hơn 16. Vậy 15 bé hơn 16. 15 trừ 0. Và 15 cộng 1 bằng 16, phải có 16 số. Số liền trước của số 18 là số nào? 17. Muốn tìm số liền trước ta làm thế nào? Trong bước tìm 1. Bước tìm 1. Tìm một số biết rằng số biết số liền sau của nó là 14. Vậy số sau bao nhiêu? 15. Tìm một số biết số liền sau của nó bằng 14, vậy số là bao nhiêu? 13. Chúng ta có lại được 100 điểm. Chúng ta sang làm bài thi thứ 2. Bài liền sau, bài 2 là sắp xếp. Vậy khi làm bài sắp xếp này thì chúng ta phải làm từng ô riêng một. 10 giờ sắp bằng 4, 4 cộng 3 bằng 7. 7 cộng 1 bằng 8. 8 trừ 4 bằng 8 trừ 4 bằng 4. Vậy cái này bằng 4. 5 trừ 5 bằng 5. 10 trừ 5 bằng 5. 5 cộng 3 bằng 8. 8 trừ 0 bằng 8 trừ 1 bằng 7. Còn cái này bằng 7. 10 trừ 8 bằng 2. 2 cộng 2 4. 4 nói tiếp đi. 1. 4 trừ 3 bằng 1. 1 cộng 1 bằng 2. Vậy cái này bằng 2. 3. 10 trừ 7 bằng 3. 3 cộng 5 bằng 8. 8 trừ 4 4. 4 trừ 3 bằng 1. Đồng 1. Số liền sau số 17 là số bao nhiêu?
Liền sau của 17, 18. Số liền trước của số lớn nhất có một chữ số cộng với số lớn nhất của một chữ số là số mấy? Số lớn nhất có một chữ số là 99. Là 9. Là 9. Rồi cộng số đó với 10 là rồi cộng với 1 là số là bao nhiêu? Là 20. 20. Số lớn nhất của một chữ số số lớn nhất của một chữ số là số nào? Số lớn nhất có một chữ số là 9. 9 cộng với 10 là bao nhiêu? Là 19. Rồi dưới 2 bao nhiêu? Là 17. 17. 10 chữ 6 bằng? 10 chữ 6 4. 4 chữ cộng với 6? 10. 4 cộng 6 bằng 10. 10 chữ 0 bằng? 1. 10, 10. 10 chữ 1 bằng 1. 10 chữ 0 bằng 10. 10 chữ 1 bằng? 9. Bằng 9. Số lần trước của số 13? Là số liền trước của 13 là 14 hay là 12? Là số 12. 10 chữ 4 bằng? 10 chữ 4 bằng 6. 6 cộng với 3 bằng 9. 9 trừ 0 bằng 0 bằng 9. 9 cộng 1 bằng 10. Vậy bé nhất là số nào? Bé nhất ra là số 1. 1. Rồi đến mấy? Đến 2. Đến mấy? Đến 4. Đến mấy? Đến 7. Đến mấy? Đến 12. Đến 9. Đến 10. Đến 9. Đến 10. Đến mấy? 10. Đến 10. Đến 12. Đến 12. Đến 17. Đến 17. Đến 18. Đến 18. Đến 20. 20. Chúng ta chuyển sang làm bài thi số 3. Câu 1. Có bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 11 và lớn hơn 6? Lớn hơn 6 phải là mấy? Lớn hơn 6 phải là 7. 7, 8, 9, 10. Có mấy số đây? 4 ạ. Vậy có 4 số. Kết quả phép tính 4 cộng 5 trừ 2 trừ 5 bằng mấy? Là bằng 4, 5, 4, 5, 9, 9, 2, 7, 7 trừ 5 bằng 2. Vậy là số liền trước của số nào? Là số liền trước của số 3. Là số liền trước của số 3. Tiếp tục so sánh phép tính này. 10 trừ 3 cộng 2 trừ 2. Cộng 2 trừ 2 tức là không cộng gì, đúng không? 10 trừ 3 bằng 7, đúng không? 10 trừ 3 bằng 7. Mà đây là dấu nhỏ, phải số số mấy? Nhá. Bên này có 6 trừ 4 thì bằng 2. 2, 2 cộng 2 bằng 4. 4, 4 cộng với 5 bằng 9. 9. Vậy 10 trừ 3 bằng 7. 7, 7 cộng 2 bằng? Cái đấy phải bằng 7 cộng 2 bằng? Cái này phải bằng 0. 7 cộng với 2. 7 x 2 9, 9 x 2 bằng 7. Khi 7 thì cái này bằng 9 rồi, đúng không? Cái đấy phải bằng 0. Khi 7 cũng 0. À, 9 x 7 đúng không? 9 x 7 bằng 2. 2 cộng với 6. Cái này bằng mấy? 5, 5. Ơ, sao lại 5 được? 2 cộng với 5 bằng 7, 7 cộng 1 bằng 8. 8, cái này bằng 5. Vì cái này bằng 6 chữ 4 bằng 2, 2, 2 bằng 4, 4, 5, 4, 5, 9 mà 9 này, 8, 7, 7, đúng chưa? 8 cộng số nào để bằng 5, rồi cộng với 3, rồi cộng với 2. 8 cộng số nào để bằng 5 cộng 3 là bằng mấy? 8. 8 cộng 2 bằng 10, 8 cộng mấy? 2. 8 cộng với 2 về số 2. Người hỏi hình dưới đây có bao nhiêu điểm? Có hình dưới đây có bao nhiêu điểm? Người hỏi hình cơ. 1 2 2 4 6 1 2 8. 3 4 5 6 7 8. Vậy có mấy điểm? 8. 8. Trong thì có 6, ngoài thì có 2. 2. Ở đây có phép tính tiếp theo. Bên này có 2 cộng trừ 0 bằng 2, cộng 4 bằng 6, cộng 2 bằng 8, cộng 1 bằng 9. 10, 10 trừ đi mấy thì cộng 2 để bằng 9? 10 trừ 3. 10 trừ, 10 trừ 3 bằng 7, 7 cộng 2 bằng 9. Rồi, số nào trừ đi 2 rồi cộng với 7 bằng 10? Số nào? Trước khi trừ đi 7. Trước khi trừ đi 7. À, trước khi cộng với 7 thì ta phải trừ với 7, đúng không? Bằng 3. Bằng 3. Trước khi trừ đi 2 ta phải cộng với 3. 3 cộng 2 bằng mấy? 5. 5. 5 trừ 2 bằng 5 trừ 2 bằng 3. 3, 3 cộng 7 bằng 10. Vậy số đó là số 5. Tiếp tục. 9 trừ đi 1. 9 trừ 1 bằng 8. 8 cộng 5. 8 trừ 5
bằng 3, 3 cộng 1 bằng 4, 4 cộng 2 bằng 6. Ở đây 9 trừ số nào trừ đi 4 cộng 2 vẫn bằng 6. 4 cộng 2 4 2 bằng 6 rồi. 9 trừ 9 9 trừ 9 bằng 0. Bằng 0. Cái này phải bằng 4 này. 9 trừ 1 đúng không? 9 trừ 1 bằng 8, 8 trừ 4 bằng 4, 4 2 bằng 6. Đúng không? Coi kiểm tra lại. Nhung có 9 nhẫn vỡ, Nhung cho Hải 3 nhẫn vỡ. An cho Nhung 1 cái nhẫn vỡ, hỏi lúc này Nhung có bao nhẫn vỡ? Có 9 thì cho đi, còn mấy? 3, à 9 rồi, cho đi 6. Còn 6 cho 3 còn 6, bây giờ thêm 1 cái nhẫn vỡ nữa nữa. 8, 7. 7, chắc không bình tĩnh, vẫn làm sao đấy? Câu tiếp theo. 10 trừ 6 cộng 5 trừ 1 cộng 2 bằng nào? 10 trừ 6 4, 4 cộng 5 9, 9 trừ 1 bằng 8, 8 cộng 2 bằng 10, 9 trừ 7 bằng 2, 2 cộng 6 bằng 8, 8 8 trừ 2 bằng 6, 6 cộng 3 bằng 9. Sẽ điền dấu lớn. 9 trừ 7 bằng 2, 2 cộng 6 bằng 8, 8 trừ 2 bằng 6, 6 cộng 3 bằng 9, điền dấu lớn. Tan đồ bài.